Quên mất anh không biết anh ấy thì mua cho em mấy gói kẹo để thắp hương một bàn. Em mới thắp hương có mỗi hai quả ngô thôi. Đây là bố mẹ em à? Vâng. Bố mẹ em đây à? Vâng. À. Đẹp trai xinh gái. Nhìn ông cũng giống ấy nhỉ? Nhìn ông cũng giống giống ông chú trưởng thôn nhỉ? Đẹp trai hơn nhiều. Ảnh thờ thì không có cho nên là dùng ảnh cưới này để thờ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5. Đấy, thì là ngày Tết Đoan Ngọ. Thì em thắp hương bố mẹ thì cũng không có cái gì các bạn, chỉ thắp hương bằng hai quả ngô này thôi. Thật sự nhìn thấy cảnh này thì cũng rất là thương. Hôm nay thì cháu Duy cũng không nghĩ ra, và nếu như mà quán ở gần đây thì cháu sẽ chạy ra mua cho em ấy một vài gói kẹo để em thắp hương cho bố mẹ em ấy, nhưng mà quán ở xa quá các bác ạ. Nhìn mặt chú giống chú trưởng thôn, anh em giống nhau thật. Long bảo là nếu mà đẹp trai như bố thì gái theo đầy. Cháu Duy xin mến chào quý cô bác anh chị và toàn thể mọi người đang theo dõi video của ngày hôm nay. Hôm nay thì cháu Duy đang có mặt tại nhà của em Thắng. Hôm nay thì nhân tiện vận chuyển những cái đồ cho nhà em Long thì hôm nay cũng có một chút món quà cho nhà em Thắng các bác ạ. Cái này là của một cô Mạnh Thường Quân ở Hà Nội, cô ấy gửi cho nhà em Thắng, số tiền là 200.000 các bác ạ. 200.000 thì cháu Duy cũng chắt chiu và mua được những cái thứ đồ này cho em Thắng. Xin mời quý cô bác anh chị cùng bớt chút thời gian của mình để theo dõi video của ngày hôm nay nhé các bác. Dạ, các em giúp anh bế này vào đi. Cái đồ này là của cô Đặng Thị Huệ các bác ạ. Cô ở Hà Nội thì cô có gửi cho cháu Duy 200.000, nhưng vừa nãy cháu Duy đã nói thì 200.000 đó thì cháu Duy mua cho em Thắng một cái xô để đựng gạo này. Đấy, lần trước thì cháu Duy có mang gạo vào đây, gạo với em ấy để bên ngoài kia thì sợ rằng là chuột bọ rồi là rán rết nó sẽ chui vào nó cắn nữa, thì cháu Duy mua một cái thùng gạo này để em ấy cho gạo vào, và nó có cả nắp nữa thì đậy vào nó sẽ rất là an toàn. Và cái thứ hai nữa là mua cho em ấy bốn cái ghế để em ấy ngồi đun bếp, cũng như là khi thoảng có khách đến chơi thì có ghế để ngồi cho các bác. Hiện tại thì gia đình chỉ có mấy cái ghế này thì nó cũng sâu gãy hết rồi, nhiều cái là nó gãy hết chân. Và cái thứ ba nữa là cháu Duy mua cho em ấy một cái giá. Một cái giá này là ba tầng, giá này để úp bát các bác. Giá này bằng nhựa thì cũng sử dụng để úp bát. Lần trước thì cháu Duy có mua bát và xong nồi vào đấy thì cũng chưa có chỗ úp được, bây giờ em đang úp tạm ở cái chậu xanh kia thôi. Thì là bây giờ anh em sẽ giúp đỡ nhau này, ghép cái này vào rồi này, cái bát kia rồi để úp cho nó ngay ngắn gọn gàng nhé. Em cảm ơn cô đi. Cháu cảm ơn cô, cảm chị Việt để mua ít đồ để cháu quà cháu, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ Long nữa, xong rồi giúp anh lát nữa. Cái này thì em lấy cái rẻ ngon sạch đi, xong rồi cho gạo vào. Thì ghế thì để gọn ra kia. Nó có tóm lại đến đâu rồi. Thế để to á. Xem không to bò nó còn làm tổn. Cho vào đây xong là đóng vào.
Nóng vào thì mỗi lần ăn xong là xong lại đóng nắp vào nhé, ngon chuột con dám nó vào. Ăn đi ăn để gọn vào chỗ góc nào đi. Thắng theo con gì ở trên đấy á? Ừ. Chó. Cái gì? Cái đấy tác dụng gì á? Nhìn như kiểu dọn ma. Thế nó không bị không bị thối à? Còn lọc uống quá lọc thì ra rồi. Nhìn thấy cúng thì cúng. Cúng người ta là thần. Cho gì mà nó không bị thối? Lọc hết ấy rồi ấy. Lọc hết ruột gan đi rồi. Còn mỗi cái da không ấy. Da xương phải không? Câu lọc hết rồi. Chắc là xong rồi cũng mang phơi khô rồi. Này anh còn thấy sợ thêm ấy. Trông như kiểu giọng ma. Nhìn như kiểu buồn ngải này. Cái dây sườn nước keo này có thấy đỡ ốm không? Ít, hơn thế, đỡ thật không? Cháu này đỡ được thì ăn cháu lâu rồi. Nếu mà ốm đau thì phải đi bệnh viện. Cháu này sao khỏi ốm được? Một tiền thì... Cái này là dưới. Đây chân không, cái này là cái này trên cùng này, đúng rồi, cái này trên cùng, cái này trên cùng bỏ lên, cái này là giữa này. Chân này, chân này, thiếu à, không chân à, thiếu hay rơi đâu. Rồi là cứ để tạo một cái tầng dưới đã nhé. Cái này mai anh tí xuống anh tìm anh thấy. Cái này là cuối cùng à? Đây đúng không? Cái đây cuối cùng. Là cuối cùng. Đúng mất một cái chân. Ừ. Tí mang đổi đi anh ạ. Ừ. Tí mang cái đấy đi đổi đi. Không, tí mình xuống mình lấy chân nữa là được. Mai. Mai lên lắp cửa thì cầm lên. Cháu Duy mua với giá là 80.000 các bác ạ. Và cái ghế cùng với lại cái xô này nữa là hai món đấy là 4 cái ghế với một cái xô là tổng thể là 120.000 nữa. Đấy, như vậy là vừa tròn với số tiền là 200.000 cô Đặng Thị Huệ đã gửi cho cháu Duy. Không, để lấy nói đấy, để vào chỗ đấy, để chỗ cái chậu xanh đấy. Đừng để gần bếp quán, run bếp nó chảy lên. Thực sự là với cái số tiền đấy thì cũng không thể mua những cái đồ nó bằng inox hay là nó chắc chắn hơn được. Dùng tạm cái này đã. Còn có bác cô chú nào hỗ trợ thêm thì mình sẽ sắm sau thôi. Trước mắt là cứ dùng tạm cái phần này đã. Đấy đúng rồi đấy. Nhà Long thì nó đóng chạm thôi. Cô Minh Nhi, cô bảo đứng ra cô gửi tạm về đi. Cô đỡ lên mà nó còn dưới cái đóng chạm á. Rồi, đến nào cô gửi ra sẽ đóng nha. Sao là 28, cô bảo 28 thì cô mới gửi đi. Xếp như này đến lúc mình rửa xong nó ráo nữa. Nhưng cái bát loa thì nó to hơn, nó nặng hơn, mình cho xuống ngăn dưới. Còn bát bé thì mình cho lên trên. Còn cái bát nhựa, ấu nhựa kia thì mình cho lên trên được mà.
Cái nào nhẹ nhẹ thì mình cho lên cùng. Đóng ra lên tao. Để bẩn. Nếu vào giúp em úp úp một tí. Cái bát như này này. Mình cho cái cùng cái bát nặng này mình cho cùng dưới. Cho mấy cái nguyên mấy cái củ cho nốt lên đây đi. Cái nồi cho đựng gì ấy? Cái nồi kia. Không có gì đâu phải không? Đốt lên luôn lên đây này. Lần trước thì nhiều bác bảo là sao cháu không mua cho em Thắng cái nồi gang để em ấy nấu cơm. Thì em Thắng đã có một cái nồi gang trước rồi các bác ạ. Cái nồi gang ở ngay dưới chân em Thắng kia. Nồi 30. Đấy. Thì nhà em ấy đã có một cái nồi đấy rồi thì cháu Duy nhận thấy là có rồi thì cháu không mua nữa. Đấy, cháu chỉ mua thêm hai cái nồi mỏng để nấu canh thôi. Còn cái chảo thì cũng chưa có cái nào nhỉ. Chảo, hôm nọ em quên rồi, em không mua chảo. À đây, có cái chảo kia. Chảo thì có một cái to kia rồi. Nếu mà đút bếp đấy thì là như vậy là em ấy có hai cái nồi nấu canh nấu và một nồi nấu cơm, chảo nữa là nó cũng gần như là tạm đủ để em ấy nấu nướng rồi các bác ạ. Một bao kia. Ấm nước thì cũng đã có một cái ấm siêu như siêu đen đen kia rồi. Đây có hai chuột to lắm. Đây nhà này chuột nhiều lắm. Nhất cái chuột kia ra chuột. Đó còn mấy ổ trong đấy rồi ấy nhỉ? Cái này nhưng mà hai loại gạo này trộn vào nhau có được không đấy? Kia là gạo tắm thơm ấy. Sợ nó lại tái cứng cái mềm ấy. À không, thế thì trộn mà vẫn được đúng không? Vẫn được mà. Không thì cái bao này cứ để ấy đi. Ăn xong bọc nó vào em ơi. Nó mềm đúng không? Thì mình trộn vào với nhau thì nó gọi là vừa vừa. Thì thế thì có trộn được với nhau không? Được. Không được, thì gã bọc vào. Được đi, Thắng hãy đổ vào đấy xong rồi mình trộn đi. Thì một loại cứng rồi, mềm mì, mềm với cứng nó hơn thì nó thành vừa vừa. Vào cắt. Cắt đi tí nữa. Lần sau mình muốn đựng cái gì thì cũng có mà được. Nó cũng đúng tốt của nó mà. Cái bao tải này. Lần trước là cháu Duy nó mua vào một bao 10 cân. 10kg là hôm đấy là của cô nào gửi ấy. Cháu không nhớ nữa, còn cái bao này là của cô Nguyệt Hương. Lần trước là cháu Duy vào mua cả nồi và những cái rổ giá các thứ đấy. Bát đũa là mua kèm theo cả bao gạo này nữa. Thì bây giờ sẽ đổ cái bao này vào thì nó cũng sẽ đầy được cái xô kia. Số gạo này thì ăn được trong khoảng một mình Thắng ăn được phải đến hơn tháng ấy nhỉ, được tháng không? Hơn ấy nhỉ? Mình chắc không ăn bao nhiêu đâu nhỉ? Mình chắc mỗi bữa ăn bát thôi chứ. Thì ăn ngày, mà đa số là đi làm rồi, đi làm thuê rồi thì chắc chỉ ăn buổi tối thôi nhỉ? Đi làm thì có đi làm đều đâu, thi thoảng mới đi thôi đúng không? Cái này không tốt được ạ. Bây giờ quanh đây có việc gì thì mới đi chứ, còn bình thường có việc thì làm loanh quanh nhà thôi. Không phải rồi. Ở dưới. Em cắt luôn đi. Cắt luôn đi, không cần phải ấy đâu. Thì bảo là tận dụng khi nào có cái gì được nghe. Long rồi. Để một ít đây thôi. Nhiều người họ thích ăn gạo nhà. Cho gọn nó vào. Cứng. Nước sử dụng là khi nào dùng đến thì mình mới xách một xô này à? Nước này là nhà em là không có tét đâu nhỉ? Nhà em là nói chung với nhà Long à? Thế là ăn xô nào nó đi xách xô đấy à? Tắm rửa thì tắm ở đâu? Có nhà vệ sinh tắm không? Nhà chú. À sao này lại sang nhà chú tắm nhờ? Hồ sơ chuẩn bị xin đi làm việc ở đâu đây? À, của Long á? À? Làm công ty à? Tính làm công ty à? Thế thôi à? Không có tiền.
Bác thấy vách nhà của Thắng, vách chỉ bằng vách tre. Như này buổi tối cháu chỉ sợ rắn nó vào đây thôi. Tất cả dưới chân này đều hở hết. Này lấy đá hay lấy gì để chèn vào Thắng ạ? Mùa này ăn mùng 5 xong tháng 5 xong là rắn là ra nhiều ấy. Bên trên thì rắn vào. Bên trên thì nhìn rõ trời luôn. Hôm nay mà rắn độc vào thì đỡ buổi tối đi dẫn ra. Đèn con bóng đèn rắn vào không thấy. Sợ trẻ con. Sợ trẻ con. Bốn xung quanh thì nhà Thắng thì không có trẻ con thôi. Đều hở hết các bác. Trên này là lúa của nhà chú trưởng thôn chú gửi ở đây. Lúa này là lúa nếp nhỉ? Lúa này gọi là lúa cung hả? Đấy, cứ gửi ở trên gác xếp mà. Lúa này bây giờ chú gửi lâu chưa? Là được. Lúc là mùa mình cắt xong rồi để được. Nhưng mà để được mấy năm rồi? Để được một năm chưa? Một năm rồi. Bây giờ ăn liệu còn ngon không nhỉ? Cái lúa này ngon chứ. Anh sợ để lâu rồi nó không ngon đấy. Không, bởi vì là nó chưa sát mà. Chưa sát rồi. Sợ nó sát nó bốc hơi. Hôm nay mùng 5 tháng 5 thắp hương cho bố mẹ mỗi hai quả ngô thôi à? Tiền mua gà. Quên mất anh, không biết anh ấy thì mua cho em mấy gói kẹo để về thắp hương không bằng. Bác xem. Em mới thắp hương có mỗi hai quả ngô thôi. Đây là bố mẹ em à? Vâng. Bố mẹ em đây à? Vâng. À. Đẹp trai xinh gái. Nhìn ông cũng giống ấy nhỉ? Nhìn ông cũng giống ông chú trưởng thôn nhỉ? Đẹp trai hơn nhiều. Đây bố mẹ của Thắng đây các bác ạ. Ảnh thờ thì không có cho nên là dùng ảnh cưới này để thờ luôn. Và đây hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5. Đấy, thì là ngày Tết Đoan Ngọ. Thì em thắp hương bố mẹ thì cũng không có cái gì các bác ạ. Chỉ thắp hương bằng hai quả ngô này thôi. Thật sự nhìn thấy cảnh này thì rất là thương. Hôm nay thì cháu Duy cũng không nghĩ ra, và nếu như mà quán ở gần đây thì cháu sẽ chạy ra mua cho em ấy một vài gói kẹo để em thắp hương cho bố mẹ em ấy, nhưng mà quán ở xa quá các bác ạ. Thắng đẹp trai như bố thì giờ chẳng có vợ gái theo nhiều. Nhìn mặt chú giống chú trưởng thôn nhỉ, anh em giống nhau thật. Mất được mấy năm rồi? Mười mấy năm. Cái mẹ em mà mất sau bố em mấy ngày? Hay là mất sau mấy năm? Đấy mất là Thắng còn nhỏ. Trong đấy 5-6 tuổi em ra. Nhìn nó chết, bố mẹ chết. Lúc này cháu còn nhỏ là không biết. Lúc đấy bố mẹ mất thì chỉ biết khóc. Biết gì đấy, đấy còn ngây thơ mà. Chưa nhớ được mặt bố mẹ đâu mà. Chưa nhớ. Đấy thì hôm nay thì Thảo Duy cũng đến mang cái món quà của cô Đặng Thị Huệ ở Hà Nội đến gửi cho nhà em Thắng các bác ạ. Mua được 3 món đồ đấy. 3 món đồ này thì cũng là 3 món đồ rất là thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của em ấy. Bây giờ hiện tại thì em cũng có một thiếu. Mua lên một cái là có những cái thùng đựng gạo, rồi là có những cái giá để bát đũa, rồi là có cả những cái ghế để ngồi nữa. Món quà của cô rất là ý nghĩa. Cháu Duy xin được gửi lời cảm ơn tới cô rất là nhiều. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc. Và cháu Duy xin cảm ơn cô rất là nhiều. Cháu cảm ơn cô Đặng Huyền
mua ít đồ cho cháu ấy, cháu cần cô rất nhiều. Cô Đặng Thị Huệ, Đặng Thị Huệ. Cô thi thoảng cũng hay gửi qua kênh của anh. Thì cháu cũng đang coi kênh và giúp đỡ những hoàn cảnh. Dù rằng số tiền nhiều hay ít thì đấy vẫn là tấm lòng của các mạnh thần quân, thì đều đáng quý hết. Hôm nay là với số tiền 200.000 cháu đi cũng tính toán làm sao mua những cái đồ cho em nó hợp lý các bác ạ, để em mới sử dụng được, nó có ý nghĩa trong cuộc sống. Thì có lẽ video của ngày hôm nay thì cháu Duy xin phép là kết thúc tại đây thôi các bác ạ. Cảm ơn quý các bác đã vượt chút thời gian của mình để theo dõi video của ngày hôm nay ạ. Cháu Duy xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào, xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo các bác. Thắng hôm cái giấy tờ hôm nọ ấy xong chưa? Xong rồi. Xong rồi họ đưa cho rồi gì? Thì bây giờ là bây giờ cái đất này thì cũng là đất được Mạnh Thường Quân trợ giúp, thì mình lấy cái đấy làm động lực để mình tích góp đồng tiền vào để mình sửa sang lại căn nhà. Duy Liễu cũng chưa chắc là Duy Liễu sẽ giúp Thắng có một căn nhà như của nhà Long đâu. Giúp đến đâu thì sẽ giúp thôi, còn duyên của Thắng đến đâu thì hay đến đấy nhá. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng làm việc hàng ngày, tích góp đồng tiền của mình để mình có một khoản nào đó, sẽ một ngày nào đó thì Thắng sẽ tự làm nhà và trên chính đôi bàn tay của mình nhé. Cố gắng nhé. Nếu mà cái duyên của Thắng đến sớm thì sẽ được Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhiều hơn. Vợ chồng Duy Liễu đến chỉ là truyền tải những cái gì mà có thì mình truyền tải để cho các quý cô bác anh chị được biết thôi. Video đến đây thì cũng kết thúc thôi anh nhỉ. Mình cũng đi về thôi.